Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đầu tư thông minh ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021. Hiện tại đang là 10 giờ 55 phút buổi tối tại Việt Nam nha các bạn ha. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi phân tích lại cái đồ thị Bitcoin để xác định một cái xu hướng mới ha. Đầu tiên, mình có khoanh hai cái hình tròn ở trên cái đồ thị ở đây ha. Thì cái hình tròn ở bên trái đây các bạn, thì ở đây là vào ngày 19 tháng 5 thì chúng ta thấy là có một cái sự giảm giá rất là mạnh và giá đã đóng nến ở dưới cái đường MA200 ngày. Như vậy thì cái lực bán rất là mạnh và cái sự giữ giá ở đây nó không còn bền vững các bạn ha. Cho nên là tín hiệu sẽ quay lại rất là khó, cho nên nó phải đi tích lũy rất là lâu. Mỗi khi mà giá đã rớt xuống đường MA200 ngày thì cái thời gian tích lũy cần phải đủ lâu ha. Rồi, thì ở bên tay phải của các bạn đó là cái hình tròn mà mình khoanh vào ngày 5 tháng 12 nha bạn ha. Vào ngày 5 tháng 12 thì cũng là một sự giảm giá rất là mạnh các bạn. Nó đâm thủng xuống dưới cái đường MA200 ngày. Thì các bạn thấy là tín hiệu nó đã rút lên và đóng đến trên cao, cao hơn là cái đường MA200. Và sau đó nó tạo một cái đáy và tạo thêm một cái đáy thấp hơn. Và đáy thấp hơn này gọi là cái đáy hiện tại. Nó đã đóng và nằm trên cái đường MA200 ngày. Thì đây là cái dấu hiệu là giữ giá rất là chắc để tiếp tục một cái xu hướng dài, xu hướng tăng tiếp diễn các bạn. Thì đây chúng ta thấy là vào ngày 19 tháng 5 cho tới cái ngày ngày 5 tháng 12 thì chúng ta đã kéo dài là khoảng mất 200 ngày đây các bạn. 200 ngày. Thì cái đường MA200 ngày này đó, sau 200 ngày nó gặp lại thì cái kịch bản nó đã khác các bạn ha. Kịch bản nó khác, nó đã quay trở lại và nó giữ được giá, nó giữ được giá và nó tạo cái đáy cao hơn cái đáy trước đó. Như vậy đây là một tín hiệu cho thấy thị trường nó đang còn một cái xu hướng tăng ở phía trước. Như vậy thì mình kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ giữ giá ở trên cái đường MA200 ngày, đó là vùng 46.700. 46.700 là cái vùng mà mình kỳ vọng nó sẽ giữ giá được ha. Đó. Khi mà nó rớt xuống vùng 46.700 thì mình sẽ có một kịch bản song hồi để thoát ra. Tuy nhiên là mình ưu tiên cho kịch bản là nó sẽ giữ giá ở 46.700 và tiếp tục tăng các bạn ha, tiếp tục tăng. Hiện tại giá vẫn đóng loanh quanh ở vùng 48 như kỳ vọng của mình ha. Vẫn là sideways ở vùng 48 như kỳ vọng. Thì kịch bản sắp tới thì mình vẫn đưa ra một cái kịch bản cho một cái xu hướng tích cực hơn. Đó là giá sẽ tiếp tục di chuyển lên phía trên ha. Và nó sẽ tiếp cận cái vùng là 77.000 cho tới 87.000. Thì đây là xu hướng sắp tới, là một cái xu hướng dài mà mình định hướng, các bạn có thể là hình dung được như vậy ha. Thì video này chỉ là mục đích tham khảo cho các bạn nhìn nhận một cái xu hướng theo một cái hướng tích cực hơn. Nếu các bạn nào thấy video này hay, hãy bấm like video, chia sẻ với bạn bè và bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.